Vì có quan điểm cho rằng ai cũng khất thực như thập Phích Ca thì thế giới chết đói, em nghĩ sao? Đó, anh nghĩ đó là quan điểm mang khùng. Không có chuyện ai làm thì làm, kệ bà ta mắc gì. Chuyện tôn giáo người ta mà nói chuyện kiểu đó là tầm bậy, hiểu không? Tôn giáo em theo hay không theo kệ, mà kệ em nha, em đụng tới tôn giáo là em thành dốt nát. Anh nói thẳng luôn, cái tôn giáo là cái nó có từ ngàn đời nay rồi, từ lúc ông cố nội mà chưa đẻ nữa. Bây giờ không có tư cách nào mà ngồi đó lý luận về mặt tôn giáo người ta. Cái vấn đề tôn giáo là em thích thì em theo, em không thích thì em thôi, im. Chuyện ta làm kệ, không vi phạm pháp luật thì thôi. Mày bị đặt đá cá đăng dưa hay mày lấy chuyện này xọ chuyện kia, là một đứa trẻ chưa lớn rồi ngon cãi đi. Mấy em đồng ý không? Tất cả mọi tôn giáo nó có từ lúc mà chưa đẻ, thậm chí cả dòng họ mình cũng chưa đẻ luôn nữa, chứ đừng nói mình. Bây giờ ngồi đây sống đời có 100 năm mày đặt ngồi đó lý luận tôn giáo này tôn giáo kia, cái đó là quỷ Satan. Bởi vì bạn qua Mỹ nhiều rồi, có thấy cảnh vô gia cư không, không không gì không nhà không gia đình, bạn có so sánh gì với cuộc sống bên Việt Nam? Bây giờ lấy cuộc sống Mỹ so với cuộc sống bên Việt Nam là ngu thấy mẹ rồi, đừng có so. Đừng có so với Trung Quốc đi cha, đâu có tự nhiên thằng Mỹ số 1 thế giới, Việt Nam đang phát triển, ông so Việt Nam vô chi cho quê vậy, đúng không? Là một người Việt Nam yêu nước chính, không bao giờ đặt cái vị thế đất nước mình vô tình thế mà hiểm nghèo vậy hết, bọn ngu. Là người yêu nước phải né Việt Nam ra khỏi mấy cái sàm đó để phát triển đất nước, mình gọi là mình núp lùm kiếm tiền. Ok, so so Trung Quốc đi. Mấy khùng cái gì lấy Việt Nam ra so Mỹ đó. Anh nói là mấy thằng mà lấy Việt Nam ra so Mỹ hoài là mấy thằng phá đất nước, thiệt sự nghiêm túc mà nói nó phá đất nước đó, chứ yêu cái gì bọn nó. Thí dụ như bây giờ mày yêu, mày nói mày yêu vợ mày mà có đặt mày vô cái thế mà vợ mày bị mấy đồng nghiệp nó chửi không? Mình phải bảo vệ vợ mình, hiểu không? Mình né thôi em ơi, núp lùm làm ăn đi, đâu giờ là thời buổi giờ phải diệt vương câu tiễn đó. Mày chứ đừng có lú nhú khùng điên lên đập chết ngắt vậy thôi đó, phải chĩa mũi dùi đó về bên thằng kia đó, phải chĩa mũi dùi về thằng kia đó, trăm sai ngàn sai, thằng nào giành số 1 số 2 đó nhau đấu đi vậy thôi, hiểu không? Nên câu hỏi của bạn nó không hề khéo. Câu hỏi của bạn đặt cái hai chữ Việt Nam vô thấy khó. Một đất nước mẹ ăn, một đất nước U70 không thể nào so cái an sinh với đất nước số 1 hết. Bạn hiểu thế nào là an sinh không? Đúng không? Nè, giáo dục an sinh không tự nhiên mà sinh ra, bằng cả toàn dân đóng góp, bằng tiền thuế của người dân, của tôi và của bạn. How many fast a month? Lúc nào cũng đòi làm lead thế giới, làm đại ca, nhưng người ta rút quy chế dành cho developing country thì gãy. Thì đúng rồi, gì nữa. Mấy bạn nhỏ chưa hiểu sự đời thôi. Còn giờ quay lại vấn đề homeless Mỹ nè, homeless Mỹ có không? Có, sống có đầy trên đời đó, trên đời chỗ nào có lợi là chỗ đó có người lợi dụng rồi, xã hội nó vậy thôi, hiểu không? Đó là cái mặt tối của Mỹ. Mặt tối của Mỹ là gì? Mấy tụi nó lợi dụng Mỹ quá. Lợi dụng thằng Mỹ là gì? Đơn giản thôi, ví dụ giờ vậy nè, thí dụ như thằng A nó bảo lãnh con B qua Mỹ đi, đúng không? Từ từ, thằng nào giờ nào mấy em muốn ví dụ nào, xin lỗi em, anh ví dụ thằng Hiền Nguyễn. Thằng Hiền Nguyễn nó làm tháng 70.000 ở bên New Jersey, ô lộn, năm 70.000 bên New Jersey, thuộc dạng nghèo đói khỏi cải, ok, đúng không? Nhưng mà cái nghèo đói khỏi cải đó là cái nghèo đói thực tế đó, cái nghèo đói thực tế mấy em. Thôi ở xong rồi cú này mới hài nè, cú này vô hả, Hiền Nguyễn nó đi về Việt Nam, nó bảo lãnh mẹ kia, nó bảo lãnh mẹ kia, mẹ kia có bố năm đứa con, đù thơm 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 mấy em nè, nghe cho rõ nha, nó bảo lãnh con mẹ kia có năm đứa con, thì cái thu nhập của ông Hiền Nguyễn là 70.000 thì không thể nào bảo lãnh nuôi nào được hết á. Nhưng mà cái luật Mỹ á là cái luật mẹ nó xàm nhiều cái lắm. Là bây giờ nó nói là đời sống một người dân á, một thằng á thì cần 30.000 là sống được rồi, thì bây giờ nó bảo lãnh bà đó với năm đứa con là 6 đứa, đúng không? Mà 6 đứa này qua là mới qua là thằng Hiền Nguyễn nó phải nuôi, thì thằng Hiền Nguyễn nó là 70.000, đúng không? Thì nó cấn 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 từ trừ ra nó thiếu 10.000 thôi, nó bảo lãnh 70.000 nó không thể nào bảo lãnh được 6 người, nó bảo lãnh được 5 người, thiếu 10.000 thôi. Nó qua nó kêu tiền tài trần, tài trần ơi, anh em mình chơi với nhau thông qua như Nguyễn biết nhau. Bây giờ mặc dù là trên mạng em cũng sóc chó với anh nhiều cái, nhưng mà thôi đó là trên mạng cho nó vui thôi. Còn anh với em mình là cũng tình thương mến thương, bây giờ em có thế, giờ em nó nhõng hoài à. Thằng em nó vậy hoài, mà bữa đây em không có ai chơi hết đó, em đường cùng rồi, anh giúp đỡ giùm em. Anh cô sai giùm em 10 ngàn nha anh. Đó. Mà thằng Hiền tài trần là cái thằng Trượng Nghĩa. Thằng Trượng Nghĩa bạn bè mà gọi là khó khăn giúp đỡ á. À thằng thằng tài trần là cái thằng Trượng Nghĩa đúng không? À nó sẽ giúp đỡ thằng Hiền Nguyễn, nó cô sai trong Hiền Nguyễn 10 ngàn nữa, là Hiền Nguyễn được 80. Thì thằng Hiền Nguyễn được 80 nó sẽ cổng được con ghệ nó ở bên Việt Nam. Con ghệ nó bên Việt Nam là có 5 đứa con. Ồ, chơi vậy mới sốc chứ. Có 5 đứa con là nó cổng một lượt 6 người. Ok, rồi xong đẹp nè, cú này đẹp nè. Ồ, cú này, cái cú này là bao thốn nè con. Rồi 6 cái người này đi qua bên Mỹ. Ok, rồi cuối cùng con có cái bà đó, bà sẽ đi làm neo. Bà làm neo, bà đó là năm bà làm được có 10 ngàn thôi à. Đó, năm 10 ngàn mà cổng thêm 6, 5 con nữa. Nghèo, đói, khổ, ABC, ăn food stamp,
đồ ăn Medicare các kiểu đà điểu của nước Mỹ. Nước Mỹ đóng thuế lòi lưỡi luôn để nuôi 6 người này đó, thấy thốn chưa? Độ đóng thuế lòi lưỡi luôn nuôi 6 người này, rồi thêm cái nữa thằng Khứa ở bên New Jersey, nó bên New Jersey là nó năm đứa con bà đó đi học miễn phí luôn đó đó, đó là cái điểm mất dạy và cái điểm lợi dụng của người Mỹ đó. Bởi vậy Mỹ người ta cay cú mấy cái cú này lắm nó, nhưng mà bởi vì phe phái để nó chửi độn tối ngày à. Bởi vậy bạn đi qua Mỹ đi, bạn sẽ thấy phe phái nó chửi độn kinh khủng luôn, nhất là mấy người đóng thuế như cha của tất sạch đó, chả chửi tối ngày sáng đêm luôn đó. Thí dụ nghe chửi tao hiểu mày thông cảm này là ABC, nhưng mà đời nó khốn nạn như đó, cuộc đời nó rất là khốn nạn như vậy, không biết nói sao cả, hiểu chưa? Và ngược lại mấy thằng ngoài bên Mỹ cũng vậy thôi à. Thằng tài trận như thằng Hiền Nguyễn đó mà nghe câu chuyện này của anh là nó phải bái phục anh liền. Income 70k thà nuôi năm đứa con ở Việt Nam chứ lo qua Mỹ xin full time cũng không đủ. Đủ trời ơi, đủ xong đủ mày, đủ đủ hết. Ủa năm đứa con đó tốn gì đâu, nó ở chung nhà với em xong rồi cùng lắm rồi ăn ngày ba tô mì là được rồi, đi học miễn phí, sau này ra đường ví dụ như chơi bời té đâm gãy tay cái chân gì đó vô bệnh viện miễn phí mày nuôi vậy được rồi, đầy đứa nuôi vậy mà làm như có mình mày nuôi. Trời ơi, ở bên Mỹ thì cái kỹ thuật mà gọi là đẻ con nhiều là nghệ thuật, mấy nhỏ không hiểu đẻ con đầy hết à. Bởi vì khi đi ăn đi uống vô mấy cái chỗ mà subway đồ này đó kia, thấy hai gia đình dẫn theo bốn đứa con là thấy biết hiểu gì rồi đó. Em chỉ muốn hỏi một câu thôi ạ, dựa dựa GDP sức mua tương đương sao ít quan tâm ạ? Chúc anh về sức khỏe, rồi đơn giản trả lời cho em luôn, tại em mua súp trả lời. Cái GDP tương đương không có nghĩa vậy thôi. Một đất nước nghèo người ta sẽ lấy GDP tương đương ra để người ta an ủi rằng à mình cũng đỡ, mình không có khá, mình sống ở đây đi cà phê có 3.000, à mình sống ở bên kia đi cà phê 30 vậy thôi, đã xít hết. Cái GDP là gì? Cái số lượng tiền em làm ra vậy thôi. Cái số lượng tiền em ra đúng ở trong cái xóm của em có thể nó là rẻ, nhưng mà em bước qua cái xóm của thằng bạn nó là mắc. Vậy cái chuyện sức mua tương đương ý nghĩa gì? Sức mua tương đương là một thuật ngữ kinh tế, nó tồn tại độc lập với suy nghĩ chúng ta. Chúng ta có thích hay không thích nó vẫn có nó, nhưng mà chúng ta tin tưởng vào nó, chúng ta đem nó ra để làm bình phong che giấu cho cái sự yếu kém của mình, thì đó là có cái đó là cái sự là anti phát triển, không tốt, không tốt sức khỏe, ok vậy thôi. Em thấy con G7 nào lấy sức mua tương đương không? Không hề đó, không hề mấy em. G70 á cũng chưa chắc lấy sức mua tương đương luôn, nhưng mà chỉ có một số nước mấy đứa trẻ thích lấy sức mua tương đương lắm. Thứ nhất là thiên hạ đệ nhất quả hạ đó, thiên hạ đệ nhất quả hạ là gì? China đại đế hả? Ông China đại đế khoái lấy sức mua tương đương lắm, tại vì sao? Chỉ có sức mua tương đương mới vượt được Mỹ thôi à, chứ sức mua thiệt có ngàn kiếp không vượt được. Không, anh nói chuyện anh chịu, đâu anh chịu trách nhiệm trong kiếp của anh thôi nha, anh không tới ngàn kiếp, kiếp của anh còn 20 năm nữa, 20-30 năm gì nữa đó, vậy thôi hiểu chưa? Giống như bây giờ anh bán Limo cho em á, bán là bán tiền đô mà không có mua tương đương tiền đeo gì đó đó, anh bán số lượng tiền đó em được thì mua, không được thì thôi nha. Em có ngồi đó em nói ừ sức mua tương đương em cao thì em cũng phải mua cái hũ lim body của anh với giá 5 đô cái 4 đô nha, thế thôi, that's it. À, sức mua tương đương cao nhưng vẫn mua cái iPhone với giá 1.000 đô hết, trong 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 Việt Nam vẫn gọi là sống tốt, nhưng mình không thể sống một mình được, mình phải mua cái iPhone, phải mua mẹ, cảm ơn anh ạ. Không phải đâu, tốt là chẳng qua nó thấy tốt thôi. Bây giờ anh lấy ví dụ nè, ổ bánh mì 5.000, nói thẳng luôn mấy mấy bạn bánh mì đừng nóng nha, ok. Cái sức mua tương đương mà nói rằng ừ ổ bánh mì ở bên Việt Nam là 5.000, ổ bánh mì ở bên Anh, bên Úc, bên Đức, bên Mỹ gì đó là ví dụ như gấp gấp 4 lần là 20.000 đi, ví dụ vậy, ok. Thì bạn sẽ cảm thấy ổ bánh mì ở Việt Nam 5.000 ngon hơn, đúng chưa? Cái đó là bạn nhìn chưa thấu đáo thôi. Cái đó là bạn nhìn chưa thấu đáo, còn bạn nhìn thấu đáo phân tích ra giữa cái mặt được và mất. Ổ bánh mì 5.000, tại sao ổ bánh mì nó 5.000? Tại sao ổ bánh mì nó 5.000? Và tại sao ổ bánh mì đó đó có thể 5.000? Đó, hai câu đó khác nhau nha. Mấy em phải hiểu cái này, mấy em mới ngồi đó lý luận được chuyện GDP, còn không hiểu được gì học với mày. Anh hỏi lại hai câu. Đó, tại sao ổ bánh mì nó 5.000? Câu nhất, câu thứ hai khó hơn. Tại sao ổ bánh mì đó nó có thể 5.000? Tại sao đồ ăn Việt giá rất rẻ? Đồ rẻ tại mày mua đồ tào lao rẻ thôi, tao thấy rẻ chỗ nào? Ủa mày đừng có sầu ke vừa thôi, ký thịt bò nhiêu tiền mày? Rẻ đồ. Ủa, mấy đứa nhỏ học leo, thằng đổ thứ chưa đi chợ. Bữa nào xin mẹ đi chợ đi mua một cuốn thịt bò về nấu lagu cu. Do tiền mất giá trị nên ổ 15 ngàn, sai. Sai. Tiền mất giá trị ổ 15 ngàn là sai. Tại vì đơn giản thôi, mày bán ổ 16 ngàn tao mua thôi chứ gì đâu. Nhắm bán câu gì ẹt không trả lời được. Tại vì mày bán ổ 16 ngàn tao mua, tao qua 5 ngàn tao mua, thì đó là lý do ổ 15 ngàn. Đó, thâm chưa? Thâm thúy chưa mấy em? Cái câu thứ hai mới khó, câu thứ hai anh không gợi ý, là anh nói là tại sao ổ bánh mì nó có thể 5.000? Đó,
Ông nói câu đó tôi đố ông nào trả lời được. Câu đó anh đố ông nào trả lời được đó mấy em. Câu đầu là câu mồi thôi, câu 2 mới là câu học nè. Em xin trả lời ạ, bánh mì 5.000 vì những chi phí ẩn bị cắt đi, ví dụ như đổ xe, kiểm định an toàn thực phẩm. Giỏi giỏi, câu trả lời đó 8 điểm. Câu trả lời đó 8 điểm mấy em. Câu trả lời đó 8 điểm, chưa được 10 điểm đâu. Nhưng mà nhỏ này giỏi, được, được. Uống súp BBT nó phải vậy mới được nha. Rồi xong rồi tôi để cho mình thêm câu nhẹ nhẹ cho mình thơm nữa nè. Rồi thêm cái bà bán bánh mì mà không khai thuế nữa. Đó, xong rồi cái con nhỏ bưng bánh mì ra cho mày, nó không có hợp đồng lao động luôn. Hai câu nhẹ nhẹ thôi nha mấy em. Ổ bánh mì trốn thuế, kha kha kha. Ai không có dùng chữ trốn thuế? Không. Ở đây em không được dùng chữ bà bán bánh mì trốn thuế, mà cái thực trạng xã hội là cái bà bán bánh mì bả không khai thuế, nó khác. Đúng không? Nó khác so với bà bán bánh mì trốn thuế. Em nói chuyện bà bán bánh mì trốn thuế là em không công bằng đối với bà bán bánh mì và con bưng bánh mì. Anh nói chuyện nó phải luật tình lý này rõ ràng mấy em. Phòng cháy chữa cháy nữa anh. Thôi mẹ ơi, cái này bán vỉa hè má. Phòng cháy chữa cháy cái gì ông nội? Con bán con cái xe đẩy thôi à mẹ, mày phòng cháy chữa cháy nữa. Hiểu không? Ổ bánh mì 5.000, ổ mì xe đẩy ông ơi. Chứ ổ mì sân bay giá khác á. Không, tính ổ bánh mì sân bay nó mới chuẩn đó. Không, đúng không? Ổ bánh mì sân bay nó mới chuẩn đó. Tô phở sân bay nó mới chuẩn. Tụi em đi ăn tô phở sân bay chưa? Không tính chi phí mặt bằng điện nước không đáng kể nữa mà. Nhiều cái đúng không? Mà cái lớn nhất là gì? Là cái quality và cái insurance. Đó, hai cái lớn nhất trong cái vấn đề đó. Cái thứ nhất là cái quality và thứ hai là insurance. Giờ tôi xin trả lời câu tại sao bánh mì có thể 5k, vì bán 5k đã có lãi. Ok, không điểm. Trả lời câu đó không điểm. Vậy nếu mà nói như mày bán 5k có lãi thì bán 6k cũng có lãi, vậy tại sao không bán 6k? Không trả lời vậy được đâu. Vậy bản chất của GDP BBB là cao là ở những nước nghèo bị cắt đi, chứ thật ra không tốt cho những sản phẩm nước phát triển. Em hiểu rồi, đương nhiên. Tại sao tiền Việt Nam không có giá trị so với thế giới vậy anh? Tại vì em nghèo, em chung quy đằng chữ nghèo thôi chứ không gì trơn trọi đó. Ráng làm có tiền đi. Hôm nay SK Group thoái vốn toàn bộ 750 triệu tiền vốn, đã thoái tập đoàn Masan và negotiated với cả Vingroup. Ừ, anh cũng đọc tin rồi đó mấy em. Đó là một Chibon của Hàn Quốc đúng không? Chibon Hàn Quốc nó thoái vốn nhưng mà chưa biết thoái sao, để mày hóng thêm điều đó coi say. Nó có ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu không say? Nhiều khi anh đang ôm cổ phiếu anh cũng sợ mày. Sao Nga muốn hỗ trợ Việt Nam xây lò phản ứng hạt nhân gì anh? Sao trăng khi khô gì quan trọng mày có xây không? Ủa chứ giờ chuyện ngoại giao nói sao chả được ai biết. Thí dụ giờ tự nhiên tại sao nhỏ kia nói yêu tao, tao đâu biết đâu. Đúng không? Nhưng mà phải nghi ngờ nó. Ừ, nó yêu anh thật lòng hay không thật lòng, hay nó sợ ke, hay cái dạng mà giống như nó thấy đẹp trai nó phá anh em. Nó còn thấy chiêu đẹp trai nó phá nữa, đúng không? Ví dụ giờ tao đẹp trai quá trời, tao nhiều bồ đúng không? Mà tự nhiên con quỷ nào đó nó lên mạng nó bô bô, nó ghệ anh, nó nói nó yêu anh, làm mấy con nhỏ kia tưởng thiệt nó xa anh. Là cái chiêu đó là chiêu điếm thúi của nó sợ kè để nó trói buộc anh, mà trong khi nó phải bồ anh, mà nó lên mạng nó khoe tùm lum tùm la hết á đó. Đó, rồi nó ví dụ nó tới BBT của nó tập sim, rồi nó mò lên mấy cái chỗ mà góc mà ví dụ như toilet room hay là gì đập nó chụp đó, nó post lên, nó nói ừ nó rất là thân với anh, em hiểu không? Này nó kia để chi, nó chặn đường tình cảm của anh, nó phá anh, nó còn là đốt nhà anh thôi, thiếu gì. Ở trong một cái sự việc đó chỉ là mới bắt đầu, mày hỏi tao không biết được trả lời luôn á. Trong quan hệ người ngoại giao giữa người A với người B thì hai bên đều có quyền nói những điều họ muốn. Đó, phải coi phim Tàu nhiều hơn mấy em. Em phải coi phim Tàu nhiều hơn, em phải coi Tam Quốc Chí nhiều hơn, để em hiểu là Chu Du mẹ chọt cái thằng Tưởng Cán kiểu gì. Đó, Chu Du chọt Tưởng Cán về, Tưởng Cán bay cái đầu luôn. Cũng là nói chuyện thôi. Lúc đó là Tưởng Cán xuống Diêm Vương, Tưởng Cán sỏi, ủa Chu Du nó vậy là sao ta? Ừ, nó vậy là giết mày đó chứ sao? Anh nghĩ sao khi Việt Nam gia nhập khối BRICS ạ? Không có gì hết á. Nhập vô thì coi làm ăn được gì làm ăn thôi, chứ anh thấy cũng không có gì quan trọng. Cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Mà khi mà Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì châu Âu nó sẽ công nhận theo. Đó, hai cái cửa đó là kể như ngày mai là ăn cơm là có cục thịt rồi. Cái đó quan trọng. Còn cái chuyện gia nhập BRICS hay không BRICS đó là giống như nó phe phái bây giờ đó, cũng rất là nhạy cảm. Cái vấn đề quan trọng nhất là châu Âu, là EU đó, EC đó phải gỡ cái yellow card. Nó tại vì sao? Tại vì trong lúc mà banh á là mình tì đè hơi lố em. Đúng không? Mình tì đè hơi lố. Đúng không? Cái banh á nó ra khỏi vòng cấm địa, nó ra khỏi cái đường BRICS rồi đó. Mà mình chơi mình đá luôn. Đó. Xong trọng tài nó cảnh báo một lần, ê bữa đó mày cái banh ra hết đường BRICS là phải đá miên nha mày. Trái banh ra hết đường BRICS mày đá hoài vậy. Đó, xong rồi cái lợi dụng trọng tài nhìn mình làm lại vài cú nữa. Đó. Làm lại vài cú nữa xong rồi rút cái Zalo cạc ra luôn. Đó, rút ra Zalo cạc là bây giờ là mình phải gỡ cái Zalo cạc đó, mình phải đá được trận chung kết, hiểu không? Nếu mà mình còn dính cái Zalo cạc đó là cả trận chung kết là phải ngồi ngoài. Đó, nó có banh nó rõ ràng.
là thằng châu Âu á, nói chung là thằng châu Âu là các bạn gọi nha, tôi gọi theo cho nó vui thôi chứ mình là kêu là EC đó. Nó đang quốc Việt Nam cái thẻ vàng, rồi Mỹ á, đang cầm cái hồ sơ là thứ nhất có hai cái vấn đề là thao túng tiền tệ, vấn đề tự do tôn giáo, nhưng hai vấn đề đó nó nhỏ thôi. Cái vấn đề lớn nhất là gì? Kinh tế thị trường. Mấy đứa nhỏ nó không biết chuyện, bởi vì nhiều khi em thấy các bạn quan tâm chuyện thế giới mà kiến thức các bạn nó hổ nó lủng tè le hết rồi á, sự kiện không biết, dữ kiện không biết, nói tùm bậy tùm bạ không, nói chung là các bạn về không tốt sức khỏe đâu. Mình có một cái nhận thức sai lệch tùm bậy tùm bạ, sau này lớn lên mình sẽ là con người đó tùm lum tùm la, rốt cuộc tiền cũng chả có ăn, ăn bún thịt nướng cũng chả có nước mắm mà chan. À, ngay ngay trong tối ngày President Putin về Mỹ cử ngay cố vấn Đông Nam Á tới Hà Nội. Ông vừa có buổi phát biểu chỉ trích China và Myanmar chiều hôm nay sẽ kết thúc chuyến thăm trong ngày. À, theo anh sức mua tương đương có phải một cách để thẩm du tinh thần của nước nghèo không ạ? À? Nói vậy nó hơi phủ ha. Nói chung sức mua tương đương cũng là thuật ngữ trong kinh tế bình thường thôi, nhưng mà nói chung là mấy bạn trẻ không hiểu nó lạm dụng, nó đội nó ăn đầu thì tào lao thôi, chứ còn nói với mấy em dùng chữ sức mua tương đương, dùng chữ thẩm du tinh thần thì nó nghe nó hơi nặng. Không nên nói vậy, người có văn hóa nói nhẹ nhàng phải mấy em. Gì dài vậy? Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thảo luận về các vấn đề tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, nghe ổn không anh? Nghe hơi Mỹ hả? Mỹ thì ổn, tại vì Mỹ nó mạnh mấy nghề đó. Nói chung nói vậy thôi chứ chừng nào thành hiện thực mày ơi. Nó có những cái lời cái giống như là mà khi nói chuyện ngoại giao với nhau đó, mình phải cho pha miếng nước đường uống cho tỉnh hiểu không? Còn ít ai nói chuyện ngoại giao pha nước muối đó. Nhưng mà đời này nước muối nhiều hơn nước đường, nói vậy hiểu rồi vậy. Ví dụ như anh đi buổi buổi đầu hẹn gái gì đó, anh tao nói chuyện chém gió mày bay bổng lắm. Đối với em anh là tất cả đó. Rồi xong rồi đối với anh em nào cũng vậy. Còn bước vào đời sống hôn nhân hay bước vào cuộc hẹn hò là nó khác liền. Ông có bước vào cuộc hẹn hò mày sống bố láo tao bỏ mày luôn, với mắt khỉ khô gì mà sống bố láo phải yêu. Đúng không? Đơn giản vậy thôi à. Sống mày tính trên đầu trên cổ tao cũng chia tay mày luôn, chứ tao đẻ ra mày tính trên đầu trên cổ. Tính trên đầu trên cổ sao sống lâu dài được? Thằng đàn đàn ông trai đi ăn bao nhỏ gái con bữa lên mạng kể thằng đó bỏ được rồi. Mày nghĩ sao mày không có tiền mày dẫn gái đi ăn mày lên mạng mày la la cái thứ đó đã có bồ đó, anh cọc lắm mấy em, bởi vì anh nói ra mấy thằng trai nó nản anh liền, tại vì mấy thằng trai nó nằm ở trong tâm lý như vậy. Ryan mày biết sao đây là nào Ryan? Nhiều lúc lên mạng có nhiều đứa phân tích Việt Nam giàu hơn hàng Nhật, vậy mà có cả đống đứa theo. Trời ơi xã hội mà không, xã hội khùng đâu phải chỉ có một đứa, khùng nó đông lắm, ở đâu cũng vậy hả? Bên Mỹ thì mấy thằng khùng cũng nhiều nữa, vấn đề là mấy thằng khùng bên Mỹ này cái quyền nó không cao mấy thằng khùng kia vậy thôi, chứ nó cũng có khùng nữa. Cuộc sống nó vậy thôi, các bạn có ghét có bỏ có chối có từ gì nó cũng là vậy. Và một đất nước nào ta phải gánh mấy thằng khùng hết á. Tại vì sao? Tại vì đơn giản mấy thằng khùng nó cũng có quyền công dân mà mấy em. Mặc dù nó khùng thôi nhưng mà nó vẫn là công dân, đã là công dân thì nhà nước phải bảo hộ. À, Việt Nam có phải là kẻ hai mặt khi đi nước đôi với Mỹ với Nga không anh? Bậy bậy mày, ngoại giao cây tre mà nói vậy chết rồi mày, không được, nói vậy sai nha. Đó là ngoại giao cây tre, chiến thuật ngoại giao khôn khéo. Mình là nước nhỏ phải chơi vậy mẹ. Nước nhỏ mà thách kinh là sai là coi như đi bú. Đó, đời nó vậy thôi. Em phải hiểu cái vị thế. Nói gì nói phải hiểu vị thế nha mấy em. Gì à? Sinh viên rờ mít đẳng cấp quá toàn thứ dữ. Mới có rờ mít mà mày đã sợ gì rồi đó. Vậy mà nó vô nó chửi trường quốc tế đó mấy em. Đúng không? Mới có rờ mít thôi mà tụi em đã sợ gì rồi thì thôi. Tụi em mà qua mà gặp Harvard, gặp MIT hay gặp Rice hay gặp gì đó là kể vậy thôi. Thiên hạ bê hạ. Kiếp đời này con biết ít quá. Không thích anh gì cũng ép nó hướng Mỹ. Ồ mắc gì ép? Không phải đi Mỹ này tốn tiền lắm, mắc gì ép mày khùng, anh không bao giờ ép hết đó. Ví dụ như con cháu anh đi sau này nó muốn đi đâu kệ che kệ tía nó, ép khỉ gì đúng không? Quan trọng là khả năng mình có lo được cho nó hay không, mình có dọn đường được cho nó hay không, đó là hai chữ đẳng cấp. Còn cái chuyện mày muốn sao muốn chứ giờ ok giữa anh đầu đầu tiên cho mày chuyến đi Anh, thứ hai cho mày chuyến đi Mỹ, thứ ba cho mày chuyến đi Úc và kết hợp với những gì mày tìm hiểu rồi chọn lại. Nói nghe vậy là thấy ngầu rồi mấy em, không ngầu ha. Có đứa mà cả đời chưa đi được Thái Lan nữa, bây giờ mấy đứa nhỏ rồi là chuyến đi Anh, chuyến đi Úc, chuyến đi Mỹ rồi tìm hiểu xong chọn, nghe nó láo thiệt chứ. Anh nghe anh thấy còn thấy láo đây. Mấy đứa gần nhà em học rờ mít giờ đi làm cỏ đất, có mới nói nha. Cái này có mới nói nha mày. Việt Nam có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân trong tương lai không anh? Of course, tất nhiên. Nhưng mà quan trọng là phải hợp tác với ai, hiểu không? Phải hợp tác với ai đó. Phải là collab with someone. Vì à, nhà máy điện hạt nhân 2025 xây dựng ở Đồng Nai mà ông Putin tài trợ. Thôi mày về mày mày mày, mày đọc news lại đi mày ơi. Mày đọc news cái đó mà vô đây bình luận cái khỉ khô. Tầm bậy tầm bạ. Cái chuyện đó anh nói mày không, chắc chắn không có rồi, năm nay năm 2023 rồi. Bây giờ cái chuyện hạt nhân có một bài toán này mấy em. Có một bài toán về hạt nhân.
Tức là ngày xưa mấy thằng bạn anh nó lứa lớn anh 1-2-3 tuổi đó, không biết ai nó đi học hạt nhân mấy em. Cái thời điểm nó không biết có rộ rộ ra cái vụ gì á, nó đi học hạt nhân. Nó đi học đông lắm. Xong rồi cái cuối cùng á là tự nhiên cái dự án nó bị cancel, giờ tụi nó thất nghiệp luôn mày. Mấy em có nghe, có mấy em có biết vụ này không? Tụi học hạt nhân. Hạt nhân là gì? Hạt nhân gọi là một cái gọi là hai tách đó, một cái kỹ thuật công nghệ cao. Mình đi học cái đó để về vận hành hạt nhân, để xui hạt nhân không không xong rồi giờ nó bị gọi là không biết là tín hiệu tốt hay xấu, nhưng giờ nhiều người bỏ Sài Gòn về quê của anh, tốt cho Sài Gòn, gọi là gì good for Sài Gòn and bad for country. Cái gì đó phải có hai mặt hết mấy cưng. Các nước nợ nhiều là các nước giàu á anh, cũng phải cũng hên xui mày nợ gì nữa chứ, đúng không? Cái vấn đề nợ là phải coi em nợ cái gì. À, vì tiểu bang Cali của Mỹ giàu gấp 2 lần Nga rồi bạn. Gấp 2 là thế nào? Ủa gấp 3, gấp 4 luôn, gấp 2 gì ông nội? Em nghĩ sao mà tiểu bang Cali giàu gấp 2 lần Nga? Gấp 3, gấp 4 luôn chứ không có gấp 2 đâu. Ông tiểu bang Cali là giàu hơn Pháp luôn đó bố. GDP ngang ngửa với anh. Đó, bây giờ bạn lên bằng search coi, bằng search đơn giản lắm, Russell GDP. Đó, ra nhiều. Để đó, xong rồi search tới California GDP, ra nhiều. Tại sao gọi là Cali con ạ? À? Kệ mẹ nó, thằng nào gọi mày qua mày hỏi nó, tao có gọi đâu mày hỏi tao. Đúng không? Mấy em hỏi rất là lãng luôn á. Hỏi cái gì á thì phải liên quan tới anh. Anh là người nói ra câu đó hay là gì đó mày hỏi tao đúng. Không có còn thiên hạ thằng nào đó nó gọi qua hỏi nó đi. À, sao Mỹ là kinh tế lớn nhất mà tụi mà nó thiếu nợ nhiều nước vậy anh? Ủa thiếu nợ nước nào thằng ngu? Mỹ mà thiếu nợ nhiều nước nó chỉ nghe là biết sóc ốc rồi. Mỹ không thiếu nợ nhiều nước, Mỹ thiếu nợ nhiều tiền chứ Mỹ không thiếu nợ nhiều nước. Có vài nước cho Mỹ mượn thôi, nói thiệt á. Bây giờ nói chuyện là phải có trình độ nữa mấy em. Mỹ tổng nợ công cứ coi là 30 tỷ đi, 30 ngàn tỷ, ok. Trong 30 ngàn tỷ đó nợ nước ngoài của Mỹ chưa tới 10 ngàn tỷ. Tức là chưa tới 30%. Cái số tiền hơn 20 ngàn tỷ Mỹ nợ là nợ gì? Nợ tài chân. Nợ tài chân, nợ Huyền Miễn, nợ Bill Gates, nợ Elon Musk, đúng không? Rồi nợ mấy cái tổ chức tài chính nó kêu là Finance Group. Đó là kiến thức. Mỹ nào nợ nhiều nước? Em cầm được cái đồng đô la, em quỳ xuống em lại lục năn nỉ, Mỹ ơi mày mượn giùm tao đi. Cái này anh nói sai chịu trách nhiệm, đúng không? Anh nói sai chịu trách nhiệm, em để xếp hàng đi mua trái phiếu của Mỹ kìa. Trái phiếu của Mỹ là cái loại mà quỹ đầu tư mà cái an toàn nhất luôn. Mua khó thấy mẹ luôn, cỡ anh muốn nổi. Ở đó tụi mày khóc giùm. Đó, trả lời cho hiểu. Đó, cho mấy đứa nhỏ nào mà muốn thay đổi kiến thức mà muốn có tầm á thì hiểu cái này, còn mấy thằng bay chọn đường không cần tầm thì kệ tụi mày. Vậy thôi, mệt quá trách nhiệm anh xong. Các quốc gia bán hàng cho Mỹ còn Mỹ muốn trả bằng trái phiếu nữa kìa. Các quốc gia bán hàng cho Mỹ còn muốn trả Mỹ bằng trái phiếu nữa kìa. I got it. Ở Mỹ dân có dám trốn thuế không anh? Đồ nó trốn như quỷ mà không Trump có dám không? Đó mày quay hỏi cụ Trump đó, cụ Trump ơi cụ có dám trốn thuế không cụ? Mày ngây thơ vô số tội. Hồi kỳ em đi vô thành phố kia không á, thành phố buồn của mình lắm em. Không có sóng 5G luôn. Ồ thành phố nhà nào nhà mấy giàu toàn là xe Ferrari không, không có sóng 5G mày tin không? Không á. Anh vô thấy cũng hết hồn nữa. Xong cái anh hỏi ủa sao mấy dân đi bị khùng cái gì tự nhiên không làm sóng 5G rồi sao ra đường gọi điện thoại. Cái tao nói nó hình như nó xài cái gì của ông lên mất đó em. Hình như xài cái gì của Elon Musk á. Tại vì á người ta tin rằng á sóng 5G bắn cho người bị ung thư mấy em. Ồ mày ghê chưa, sốc lắm. Sốc như sốc tới ốc luôn. Một cái thành phố đường xá quy hoạch cũng được nhưng mà nó hơi cùi chút. Anh thấy cùi là cùi chỗ này nè, bên Mỹ mà chơi bồng binh. Trời ơi chạy xe chóng mặt cái mẹ. Chào anh Duy, cho em hỏi lấy tư duy và động lực nào để xây dựng cơ nghiệp như hiện tại. Nghèo quá làm ăn thôi mẹ ơi, cơ nghiệp kỹ gì. Chẳng qua hồi xưa trẻ nghèo quá xong rồi làm ăn thôi. Rồi xong rồi đi làm thấy lương ba cọc ba đồng rồi sống không nổi gì thôi, bung ra làm ăn hơn được như ngày hôm nay thôi. Chứ động lực con khỉ gì em ơi. Anh nói thiệt anh không thấy gì gọi động lực hết á. Mấy em đừng ảo tưởng nó, chẳng qua làm ăn may mắn được như vậy thôi. Chứ còn anh không bao giờ anh tự hào mình giỏi khỉ khô dưới chân, bung ra làm lại có được hay không mà giỏi. Hay là đời nó dập cho chết từ đời nào rồi. Hiểu không? Mình sống mình phải khiêm tốn vậy đó mấy em. Chứ đừng thở bố la bố láo doanh nhân chính ít đồ này nọ, sao sao ke không tối ngày bán mai thúy. Xong rồi khoe siêu xe lên mạng doanh nhân chính ít. Nói ra thế giới nó coi thường mấy em hiểu không? Nhưng mà thế giới tại sao anh Duy Nguyễn Cù Bắp vậy, thế giới nó không coi thường anh? Nó thế giới không nào coi thường anh á. Ừ anh Cù Bắp, anh Cù Bắp à. Gì tại sao qua Mỹ sống hả? Không để trả lời nó, giờ mày nghèo mày có quyền hỏi chứ kỳ thiệt chứ, tự nhiên hỏi tại sao tao qua Mỹ sống. Nó mày lên Google mày search đi, một năm bao nhiêu triệu phú qua Mỹ sống. Người ta là triệu phú đó con. Bây giờ mày bay giờ mày hỏi tao vậy sao tao trả lời thay cho triệu phú được? Tại vì mày nghèo quá mày không có hiểu. Mệt ghê á, đi ra cho tao làm ăn mày ơi.
Nghèo không lo đi làm, lo hỏi tàu lao sao biết đau không. Hỏi vậy cũng chửi người ta nghèo, người ta mày nhọt mày cay thôi chứ có khỉ khô gì nữa. Chỉ có tư duy cũng mấy nghèo nó chịu đi học rồi nó mới vậy thôi, chứ người thường có ai hỏi khùng cho nó không. Ông có tự nhiên hỏi tại sao Duy cư Mỹ, ông mới hỏi vậy á. Mày trả lời nó làm sao? Cái chuyện đó không phải là chuyện của nó, cái chuyện đó là chuyện người có tiền. Mày qua mày hỏi mày có tiền kìa. Ủa đâu phải trách nhiệm của anh đâu mà vô mày hỏi anh, đúng chưa? Ông mới đam cho con cái một nhột nhảy kỳ. Giờ em đi ra ngoài lãnh sứ quán Mỹ, em chặn mấy thằng xin visa lại. Em hỏi nó, ê thằng khứa nào đi xin visa định cư, đúng không? Nào xin visa định cư chặn lại hỏi, ê sao mà đi Mỹ mày. Ở bất cứ lúc đó nó nhốt mà vô bốn bức tường không? Không vừa thôi. Bởi vậy á, ở nhà cha mẹ không đi học á, không dạy cho đi học á, thì nó nhà nó phá làng phá xóm phá nhà nó, xong lên mạng nó phá nguyên đời luôn. Ai hỏi mấy câu khùng điên vậy mà tao bảo đảm cái thằng khứa đó ra đường nó cũng không dám hỏi như vậy, mà nó chỉ dám hỏi vậy trên mạng thôi, đúng chưa? Đúng nhận sai cãi. Mày dám là lãnh sứ quán Mỹ mày hỏi câu đó không? Làm vậy lãnh sứ quán Mỹ bắt qua Mỹ ở tù luôn. Sai, làm như vậy lãnh sứ quán Mỹ không bắt mà là police bắt mày, lãnh sứ quán Mỹ đâu bắt. Em hiểu không? Cái chuyện mà bảo vệ an ninh cho lãnh sứ quán là chuyện trách nhiệm của police nước sở tại. Em chỉ cần dừng cái xe máy ở đó, bóc cái phone lên phát một thôi, bảo đảm mà đứng được 5 phút tao sợ mày. Mấy em trẻ trâu mà không biết chuyện đời đó, tụi em bỏ tiền vô Sài Gòn hay ra Hà Nội làm một cái đi. Đó, thiệt mà. Tụi em cứ bỏ tiền ra Hà Nội dựng xe máy, đứng trước lãnh sứ quán bóc cái phone lên nghe chơi vậy đó. Nếu mà 5-10 phút mà tụi em pass anh Duy sai, anh xin lỗi mấy em. Còn nếu mà tụi em mà bị giống như anh nói, ok, thì tụi em đưa cho anh 7 triệu thôi, anh lấy 7 triệu thôi chứ anh không lấy 7,5 triệu. Chừa cho tụi em 500 tiền đi xe. Dám chơi thì chơi, không chơi thì đi ra. Hồi xưa mới lên Sài Gòn ra District 1 chơi, dừng lại trước lãnh sứ quán anh xem map. Lúc đó không biết, bị chú Green lại kêu đi liền luôn. Chuyện đó đương nhiên chứ nữa. Mày hết chỗ đậu hay sao, chỗ về lãnh sứ quán người ta mày đậu. Không thể nào được đậu ở chỗ đó. Chắc chắn luôn. Ăn mày ở đó thì được, chứ còn mày đậu xe đó là không được, đó là luật. Mỹ xây tòa lãnh sứ quán 2 tỷ ở Việt Nam, con tỷ 2 thôi mày ơi, mày đổi giá quá à. Thiệt luôn á. Mấy đứa nhỏ này nó chém gió mà hiện có tiền mà người ta xây có 1 tỷ 2 thôi, nó quốc lên tới 2 tỷ luôn, 2 tỷ tiền đâu bộ. Đó không, Mỹ xin quốc hội được có 1 tỷ 2 để xây thôi. Đó, bây giờ ông xây 2 tỷ đâu có tù luôn á chứ bộ gì. Gì à, Sóc Trăng cô kia U40, định cư Mỹ 19 năm, giờ làm giảng viên học Harvard, không ngờ luôn anh, đồ bà giỏi dữ à. Ủa cô kia vậy, U40 vậy bằng tuổi anh rồi, nhỏ hơn anh ơi, cô nào? Cô nào đâu mà giết cô đâu, cô nhắn tin anh Duy Nguyễn coi, verify coi mày có chém gió không mày. Anh Duy apply Stanford đi, anh dạy tiếng Việt, anh Duy dạy hay hơn bà cô em nhiều. Thôi lại mẹ. Vô Stanford là bảo vệ mới nhận tao chưa nữa. Mà vô Stanford là bảo vệ anh là chả làm. Bởi vì nó có cái vậy đó em. Tức là cái nhu cầu của anh đó thì Stanford nó không đáp ứng được. Nhưng mà cái shop nó đưa anh thì anh không thèm. Vậy thôi. À, gì mướn xe ở Mỹ thế chân có 200-300 đô, sao ở Việt Nam đòi căn cước công dân với cọc 20 triệu giữ gì anh khùng. Thế chân 200-300 đô mày đi mướn lần nào chưa? Mày đi mướn xe nội mày phải trả tiền xe cho người ta rồi. Mày phải trả tiền xe cho người ta một ngày mướn là 300-200 gì đó là mày em phải trả một ví dụ như mướn 10 ngày là em phải trả khoảng hơn 1.000 rồi. Hơn 1.000 tiền mướn xe xong mới đặt cọc thêm 200 nữa. Xong nó nắm luôn cái thẻ tín dụng của mày nữa, vậy chắc quá rồi còn muốn gì nữa. Còn ở Việt Nam là đặt cọc mà có 20 triệu, không có 20 triệu được mướn mày. Làm vậy đó, nói công bằng vậy thôi. Mướn xe ở Mỹ chạy đường đỡ hư, mày mướn xe Việt Nam mà đụng gốc cây này nọ kia nội không claim bảo hiểm không cũng nhức đầu, cho mày mướn là hên rồi. Ở đó lý phải trả luận. Sài Gòn 18 triệu ở quê, Sài Gòn 13 triệu ở quê, 8 triệu chọn ở đâu anh? Đổi ngược lại Sài Gòn 8 triệu ở quê, 13 triệu cũng chọn Sài Gòn luôn. Vậy thôi. Chọn Sài Gòn cho đời con đời cháu. Rồi mày chọn ở dưới quê xong rồi tới đời con đời cháu mày không phải bò lên Sài Gòn tiếp lần hai chi vậy? Đơn giản, that's it. Có chí, có nghị lực thì ở Sài Gòn phấn đấu phát triển. Anh nghĩ nghề gì bây giờ làm ổn định nhất anh? Nghề tóc tóc cơ nghe. Châu Á hiện tại có phải là châu lục giàu nhất thế giới không anh? Suy nghĩ ngu. Nghèo bỏ mẹ ra, giàu nhất thế giới. Mày qua mày coi ấn, mày từ từ mấy em. Vì chỗ trước chỗ em có cha kia đi phỏng vấn visa Mỹ, đi chiếc 10 tỷ tới ăn mặc sang trọng vẫn rớt. Đâu đi trước 10 tỷ tới cũng gửi xe chết mẹ thôi chứ ai thấy chiếc xe 10 tỷ đó. Không có chuyện vụ gì chứ phỏng vấn đi Mỹ ra anh phỏng vấn đi hoài. Năm nào hầu như tới nào renew visa phải phỏng vấn hết. Em hiểu không? Bây giờ mày chạy xe 10 tỷ tới mày phải kiếm chỗ mày gửi thấy bà thôi chứ mắc gì. Nhiều khi phỏng vấn đi Mỹ đi rap sướng hơn. Tại sao mà phỏng vấn đi Mỹ đi rap sướng hơn? Đi cái bạc xuống thì phỏng vấn thôi. Nhưng mà tại sao người ta phải đi xe riêng? Tại vì người ta sợ mấy thằng rap nhiều chuyện. Đó. Mấy cái chuyện đó tụi mày đâu có hiểu.
Từ khi mà lên nói chuyện chém gió, tự nhiên đi phỏng vấn đi Mỹ đã đời xong gặp thằng Ráp nhiều chuyện, nó nói chuyện sọc dưa, nói chuyện theo cái mindset của nó, đúng không? Nó nói chuyện mindset của nó xong rồi đâm ra mẹ tức lên là khỏi đi luôn. Vì sao Putin qua thăm Việt Nam mà Mỹ sợ gì anh? Con trẻ trâu như mày sợ người ta chúng thấy Mỹ nó sợ chỗ nào hết, cái thằng điên. Tự nhiên tổng thống Nga qua thăm Putin mà nói Mỹ sợ. Tao mới khen bên y tê xong bây giờ con thằng nó comment vậy y chang con tóc tóc luôn, khác gì đâu. Anh nghĩ sao về việc Putin bị tòa án quốc tế muốn bắt giữ mà viết email hỏi ICC á? Tao đâu có bắt đâu tao biết. Em phải viết email em hỏi IC đúng không? À, gì à? Why can you bắt ma đó? Hỏi cái gì á phải hỏi đúng người, đúng không? Đúng người, đúng đối tượng, đúng cái người có quyền thì mới hỏi được. Chứ còn anh nữa, dân cu đen em hỏi tao tới ICC sao tao biết? Thằng kia trả lời bắt bằng mắt hả? Đúng, trả lời chính xác. Câu này hay rồi mấy em, đúng, bắt bằng mắt. Đúng không? Bắt bằng mắt nhưng mà đi bằng chân. Đó rồi. Thằng nào hiểu tao câu đó mới là fan fan chất lượng nha mấy em. Ok, bây giờ anh hỏi mấy em nhỏ, em đang học thông minh trả lời em nghe. Tại sao anh Duy lại nói là gì bắt bằng mắt, anh Duy đồng ý. Đúng là bắt bằng mắt thiệt. Nhưng mà đi phải bằng chân. Đó, bắt bằng mắt và đi bằng chân. Anh nói ra câu đó thật sự trên diễn đàn là chắc có mẹ may ra có mình thằng Say nó hiểu thôi, chứ anh biết là anh nói câu đó cũng không ai hiểu luôn nữa. Tại câu đó nó ẩn dụ nhiều quá mấy em. Mà nghệ thuật ẩn dụ là bây giờ là cái như là đi học rồi mấy em không có chơi rồi đó, ít chơi nghệ thuật ẩn dụ giống anh hồi xưa rồi. Đấy không? Anh hồi xưa anh nói chuyện rất là ẩn dụ. Bắt bằng mắt ý nghĩa là muốn bắt nhưng không thể bắt ý, nhìn kiểu thèm ý rồi đi bằng chân là sao em? Em giải thích cái chữ bắt bằng mắt là đúng rồi đó, chính xác. Cái chữ bắt bằng mắt là đúng, chính xác. Anh không có ý kiến cái cò gì cả tại vì em trả lời quá đúng. Nhưng đi bằng chân là sao? À, đi đi được qua Mỹ bằng chân rồi bắt đi máy bay có được qua Mỹ éo đâu, nói chuyện không hiểu gì luôn mày khùng hả mày. Bởi vậy cái câu mà nói là đi bằng chân mà em không hiểu bó tay. Em không hiểu là mấy em quá non kém luôn rồi trong vấn đề đó rồi, bàn luận bị đặt sổ sổ ke đồ, bắt bằng mắt đồ. Ở mà toàn là mấy cái thằng nữa ở nhà mướn thiếu tiền trọ không mà bàn cái chuyện ban giao quốc tế giữa Nga với ICC. Trời ơi, trời ơi, anh sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo, trời thì trăng lạnh lẽo khắp xương da, người gia nhân bến đợi dưới cái già, tình du khách thuyền quá không buồn chặt. Trời ơi, thế cuộc là đây sao? Thế cuộc là đây sao? Đi bằng chân là lính tháng 7, không phải, mấy em hiểu có sai, hiểu sai rồi. Tức là đi bằng chân là gì? Thằng mấy anh kia nó nói bắt bằng mắt đúng không? Mày bắt bằng mắt nhưng mà mày đi tới đâu người ta mới bắt chứ mày tự nhiên xàm. Tức là cái chân của em đi tới đâu thì cái chuyện bắt mới bằng cái gì? Đó. Đó. Cái đó là nói chuyện một hướng. Một hướng là gì? Ừ, phe A muốn bắt phe B nhưng mà không bắt được, nhưng mà ngược lại phe B đi đâu? Đúng không? Phe B đi qua phe C sao bắt được? Đúng không? Phe B phải đi qua phe A mới bắt được. Đó. Em thấy không, lịch sử phe B có đi qua phe A được không? Ví dụ vậy. Tao nói vậy còn không hiểu nữa rồi. Thôi mấy bạn gì lo đóng tiền trọ đi mấy đứa ơi. Chán chả không nói luôn thiệt chứ. Bàn chuyện lớn mà cái đầu óc nhỏ nhà cát các bạn gì. Nó gọi là anh làm biếng trả lời là vậy. Tại anh trả lời nó là gì? Cái lớp của anh á, ông thầy á thì trình độ quá cao mà học trò đó thì không có verify đầu vào. Nó là như vậy đó, thông cảm. Tụi em nằm ở vị trí của anh, tụi em cũng vậy thôi à. Không ai chấp nhận được vậy hết. Gì à, đợt qua phe si là bên Africa, phe si còn năn nỉ đừng qua nữa anh, chứ sao đâu, đang yên đang lành mẹ ơi, giỡn hoài. Thí dụ như giờ á em sống á, em dính drama cả đùi em đúng không, em tới nhà thằng bạn em, thằng bạn nó thôi tao lại mày đừng qua giùm tao một cái, bạn bè chơi khó cho mày, chỉ nói chuyện đương nhiên chứ. Sống trên đời người ta không bao giờ tao muốn chơi với thằng nào dính drama hết á, hiểu không? Đó, thằng nào trong sạch đồ đàng hoàng làm ăn kiếm tiền kiếm chuyện. Còn mày sống mày không lo làm ăn, mày chọt làng chọt xóm phá tùm lưa phe hết, drama dính ngập đùi luôn, ai dám chơi. Chuyện đó chuyện đương nhiên thôi, sống mà hiểu được đạo lý đó chứ. Giờ đơn giản lắm, không tin bữa nào mày nợ ngập đầu đi rồi xong mày qua nhà mấy bạn mày chơi với nó tiếp không đó. Nó nói thôi dạ không, phải thông cảm, nhà bận con đông, giờ chở tụi nó đi, chở con đi học, chở bà nội đi bơi rồi gì mời qua mà có phải tự nhiên qua đâu. Ủa, thôi mày nhỏ quá mày lo đi học đi mày ơi, mày comment nó muối lạc lạc nhắc. Ủa, cái chuyện mời không mời đó là nghi thức ngoại giao thôi. Ủa, liên quan gì? Mấy nhỏ nói chuyện thiệt chán chả không nói luôn á. Thôi bàn chuyện nhỏ nhỏ thôi, ngày mai mua súp gì uống giùm anh cái mấy em. Đó, ngày mai mua súp là lắp radar hay là ngày mai mua súp Evolution uống cho thực tế đi. Ngồi coi mấy ai đó banh vui hơn. Ăn 8-0 rồi kìa. Đó, đội đội F Roma của anh lụm Barca 8-0 rồi đó. Quốc trời ơi, đừng có anh nói chuyện bá.
má gốc tống lỏng luôn chiền ông nội. Cái vụ tốt nghiệp tên Phật về quê thấy ảo ảo quá bốt. Ủa thằng nó xạo chó mà hơi đâu bàn không á. Bây giờ sống trong một xã hội toàn là xạo ke không. Bởi vì những cái bài báo nào nó mang tính chất xạo ke đăng lên cho mọi người coi cho nó vui vậy thôi, giải trí thôi. Mẹ khùng điên, làm mấy cái chuyện nói ra thiệt á. Hitler mà còn Palestine đã ăn bom như bây giờ không anh? Ngáo vừa thôi mẹ, ông Hitler liên quan khỉ khôi tới Palestine. Ông Hitler lo mạng Hitler chưa xong mẹ, ngồi đây vợ dựng tượng ông Hitler sống lại để lo cho Palestine. Cái đó người ta kêu bị ngáo đó em. Nếu không có toán học hiện đại để rèn luyện trí óc, người xưa dùng gì để rèn luyện anh? Người xưa dùng toán học cổ đại em. Không có toán học hiện đại, dùng toán học cổ đại nha. Bây giờ anh mà 25 tuổi anh ưu tiên làm gì anh? 25 tuổi mới ra trường hả? Cũng đi làm kiếm tiền kiếm bạn gái thôi chứ gì. Hàn Quốc bây giờ mấy em biết vụ gì chưa? Cách đây 2-3 ngày Hàn Quốc nó là giờ thôi giờ Nga chơi thân với Triều Tiên quá rồi thôi, mình tặng cho Uren ít đồ. Tặng cho Uren ít đồ. Xong cái tự nhiên ông Uren ngồi giữa, ông Uren được hưởng sướng bà cố luôn. Ông Uren bữa nay có hai cái tin vui mấy em. Một là đá banh ăn. Ông ăn nào 2-1 á. Kỳ trước ông thua kia 3-0 là không điểm, về chê tát nước luôn. Xong rồi cái kỳ này ông ăn nào 2-1 á là cái dân được 3 điểm rồi, khoái rồi. Trận cuối mà ăn thêm trận nữa là vô, thời tới rồi mấy em. Rồi xong tin nữa là tự nhiên Hàn Quốc đâu á cho đồ. Tự trên trời rớt xuống Hàn Quốc cho đồ. Hà Lan và một quốc gia khác cung cấp 0-0 Patriot cho Uren. Good news for Uren. Năm nay Ý nhìn chán thiệt. Mấy ông nông dân không hào hoa như thể Nesta Manini. Rồi Ý giờ toan cha rồi mẹ. Ý giờ đưa toàn là giống như chả ráp đó banh. Hôm qua Uren đó banh ăn đó mà. Hôm qua bên Mỹ đọc báo thấy Uren ăn tổng thống Uren nữa, viết bài post về thòn luôn. Chia sẻ thành tích đội bóng. Tinh thần quyết tử cho đội bóng quyết sinh. Ủa không có làm chuyện đó mà, chuyện đó chuyện trẻ trâu, chuyện con nít. Mày vô khách sạn người ta mày quay mày đang người ta kiện mày bản quyền hình ảnh rồi mày đền có kịp không? Mày tao nói là gì? Ủa mày vô khách sạn tao là sao? Ừ là mày ngủ, ok. Bây giờ mày vô khách sạn tao mày làm content. Cái đó là vi phạm. Hiểu chưa? Đừng có xúi ẩu má. Mấy nhỏ ở Việt Nam nó làm nó không biết kệ nó. Ủa mới vô khách sạn tao review tới cái toilet luôn. Ở đâu ra? Bởi vì cái đó người ta kêu là bị ngáo mạng đó bố. Cái đó người ta kêu là bị ngáo mạng đó. Tức là mấy thằng nó lạm dụng mạng. Nó đi tới đâu nó cầm máy quay hết á. Hiểu chưa? Mẹ đây bên Mỹ này các bản quyền ảnh nó ghê lắm, giống đùa đâu. Tự nhiên mà rời có khách sạn của nó ra đúng không? Xong rồi nó thấy mày post video lên. Trong khi thẻ nó rất khác của em nó cầm. Nó chạc cho mày ngàn đô tiền file thôi là đủ cái mẹ rồi. Đó, nó chạp 1000 đô tiền file chắc mày rảnh quá mày lại bị kiện mày nó hả? Trong khi mày sao rành luôn cái kẹo đó là kẹo chết. Bây giờ đi qua ăn dịch vụ tất cả dịch vụ bên Mỹ này mấy con business này nắm cán hết rồi. Tức là thông tin thẻ credit card của em mà nó nắm hết. Đó. Muốn gì muốn nó phạt lòi quần luôn. Cái này mấy nhỏ sẽ cãi nè. Ừ mà cãi củ khoai. Mấy nhỏ sẽ bay vô cãi. Thí dụ như mấy em bây giờ đi mướn xe đi là mấy em phải bỏ lại cái thẻ credit card cho nó. Thấy không? Tụi em bỏ lại cái thẻ credit card cho nó xong rồi tối hồi em chạy xe của tụi nó banh chành mấy ngày gì đó không biết, rồi em đi trả xe cho tụi nó, rồi tụi em sẽ thấy nó gửi cho em một cái email tình thương mến thương, nó kêu là honey email. Đó, honey email. Trong cái honey email nó chặt chừng mấy trăm đô, ngàn đô chơi vậy đó, tiền tùm lum tùm la, tiền xăm rùi gì cũng có đó. Trong đó sẽ có những cái tiền mà em cảm thấy cực kỳ vô lý đó, mà tiền cực kỳ vô lý mày cũng phải chịu luôn chứ không thể nào quay lại ừ kiện mày chặt tiền tao vậy sao, đồ này nó kia không được. Anh nghĩ sao về việc xếp gái hàng đẹp nhất thế giới? Ủa nhảm với mẹ luôn, nó mệt quá mẹ ơi, muốn xếp gì đẹp đẹp xếp thôi, đẹp là cái cảm giác thôi chứ lấy ra luận chân lý gì tao không chịu. Cái chuyện drama giữa bạn Rian với bạn Barca kệ bà, hai bạn đi ơi. Mà nói chung giờ Rian quá bá rồi, có bao nhiêu cúp C1 lụm hết rồi chơi sao thân, đúng không? À, đã xây sân bay Long Thành rồi, còn dự kiến xây hầm chui Tân Sơn Nhất chi anh có kinh phí không anh? Ủa tao đâu biết đâu. Tao đâu biết có kinh phí không kinh phí đâu. Còn cái chuyện Long Thành tao sẽ nhất mà đi ngoan khi cô vậy mày. Ủa giống như bên Houston nè, hai sân bay, bao giờ một thành phố đó cũng 2-3 sân bay hết á. Chứ huống hồ gì giữa Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh là hai tỉnh khác nhau. Một thành phố 2-3 sân bay là chuyện bình thường. Tại sao nước Mỹ không chiếm nước Canada vậy anh? Ủa anh em nhà nó chiếm gì mẹ ơi? Anh em nhà nó mà. Anh đẻ ra hai đứa. Đúng không? Anh đẻ ra hai đứa anh đứa em thôi chiếm gì? Sao Việt Nam và TV là anh em mà nó đòi chiếm mình hoài vậy anh? Anh em cái mỏ thôi mày ơi. Khác hệ, không có giống hệ hiểu không? Bển là người Hoa, bên mình là người Việt, nó khác hệ mấy em. Đó, còn thằng Canada với Mỹ á đều là người châu Âu. Đó, mà người châu Âu là cùng hệ mấy em. Không có khác hệ hiểu không? Đa phần là người châu Âu là cùng hệ mặc dù khác nhánh, nhưng mà nó cùng hệ. Rồi sau như sau 2-4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, tụi nó kết hôn nhau. Đó rồi tụi nó tảo hôn nhau ABC vợ giống nhau luôn rồi.
thì Việt Nam cũng xuất phát từ Trung Quốc ra chứ đâu xuất phát cái đầu mày, người Hoa người Việt khác nhau mà nói vậy chết mẹ rồi con, đúng không? Người Việt là Bách Việt, người Hoa là Hoa Hạ, hai cái đó khác nhau trời vực, mày giờ mày gom chung mày là Trung Quốc con à, nói vậy là tầm bậy. Cái đó gọi là cái ngu lịch sử, mà cái ngu lịch sử nó dẫn tới mẹ cái dốt của đời mình luôn, hiểu không? Không ai nói chuyện kiểu đó hết á. Ngay cả người Hồng Kông mà người Đài Loan người ta còn phải là người Hoa nữa, mày ngồi đó mày nhóc nhóc vô. Ủa thì Việt Nam xuất phát từ Trung Quốc ra chứ đâu, mày nói chuyện giống như là nguồn gốc phương Tây đều có nguồn gốc từ Do Thái giáo phải không anh? Không phải sai bét, châu Âu làm là Do Thái giáo, Do Thái là người Israel đó. Người Israel là một đế chế nhỏ, không phải đế chế lớn mà là một đế chế nhỏ, là một dân tộc chúa chọn đó, một tồn tại giữa những đế chế lớn. Và những cái đế chế lớn này nó quýnh Israel từ nhỏ tới lớn, từ lúc mà mới đẻ cho tới lúc dậy thì quýnh quá trời quýnh luôn đó. Thì những đế chế lớn đó, trong đó có những đế chế đến từ châu Âu, đúng không? Đế chế lớn nó có hai hướng, một hướng đến từ ở bên phía mà Jordan đi qua đó, đi qua Israel, đế chế là đế chế Ba Tư đó, đế chế Ba Tư nha mấy em. Rồi ở dưới Ai Cập đi lên đó là đế chế Ai Cập, và trên đầu đi xuống đó là đế chế châu Âu đó, vậy thôi. La Mã là một đế chế trong châu Âu thôi chứ không phải người châu Âu gốc từ La Mã. Châu Âu nó có nguồn gốc từ La Mã nè, có nguồn gốc từ Roma nè, và có nguồn gốc từ Đức. Những cái bộ tộc Sherman nó rất là mạnh. Em phải nghiên cứu về những cái bộ tộc Sherman, nó mạnh kinh luôn á. 1000 năm Trung Quốc đô hộ thì sao anh? Thì quýnh lộn lại nó bị đô hộ thôi chứ sao tăng khỉ gì mày. Thì đó quýnh lộn thua bị đô hộ thôi chứ gì đâu. Lịch sử nó qua đi rồi, sau đó nó cho mình làm chức tiết độ sứ. Độ sứ xong rồi này nọ mình lên khởi nghĩa mấy cú đó mình cũng quyên được vài chục năm. Nó vậy thôi. Lịch sử nó tôn trọng thôi à, thua không cãi. Đó anh vậy. Bao giờ nước lớn nó quốc nước bé à. Mình là nước bé mà đứng kế bên thì nó quốc mình thôi. Mình hẹn nhau một cái đi nhỉ. Ôi, mẹ mày tưởng mày là ai, hẹn cái con khỉ khô. Hẹn rảnh quá. Em mới đọc sơ kinh cựu ước khai sáng nhiều thứ. Đúng, phải đọc cái đó đó em. Việt Nam 4.000 năm lập quốc, đúng em, yes. Chưa lần nào trong lịch sử châu Á hơn được châu Âu, đúng không anh? Đương nhiên, đồ châu Á có thời vàng sau nhất là ông Nhật đó. Ông Nhật ông chỉ là gọi là kèn cửa cầm chân được châu Âu thôi chứ hơn châu Âu chỗ nào, đúng không? Trong chiến tranh Nga Nhật là Nhật đập Nga, Nhật quyên Nga, là Nhật ăn Nga thôi chứ làm gì cái chuyện Nhật ăn châu Âu. Chẳng qua mấy ông châu Âu mới xa quá, ông đi quýnh Trung Quốc ông quýnh không nổi thôi, rồi xong ông Nhật ông mới gần hơn, ông qua ông lụm Trung Quốc ông nặng hơn. Anh là người châu Á nhưng mà anh không có ngạo nghễ kiểu khùng rằng ai châu Á tao là nhất, thời châu Á tới rồi châu Âu đi ngủ, cái đó là nói tầm bậy tầm bạ. Mông Cổ thì sao anh? Ồ, Mông Cổ mà sung mãn uống rượu quạt cao của BBT được vài trăm năm thôi chứ được gì đâu mày. Qua quýnh lộn vậy thôi đâu phải là ăn là cái gì, người dân của mày học tới cái gì kìa con. Còn bây giờ mày cởi ngựa bắn cung đi tới đâu hiếp dâm tới đó, cái đó là mọi rợ không phải là con người, hiểu chưa? Em phải hiểu được một cái màn mà cái thằng Lưu Manh lúc đó nó hên đi quýnh lộn nó khác so với một con người học thành tú tài đồ đại học đồ mang lại cho đời những phát minh vĩ đại, nó khác, hiểu chưa? Mấy nhỏ nó phải hiểu được như vậy. Nói chung còn thế giới này nó vậy đó, lâu lâu có mấy Lưu Manh nó khùng lên nó quýnh ghê lắm. Nó được 100 năm, 200 năm hết, dòng họ con cháu nó ngàn đời sau làm nô lệ, ngóc đầu lên nổi. Cái đó gọi là nghiệp quật. Mấy em không tin anh, mấy em hỏi coi giờ gì à, Mông Cổ tôi đâu? Trả lời. Lịch sử nó vẫn ghi nhận thôi, đương nhiên ghi nhận, lịch sử nó là phần lịch sử thôi chứ mày ai nói Mông Cổ giỏi. Ta nói Mông Cổ ác thôi chứ ta chưa bao giờ nói Mông Cổ giỏi hết á. Mông Cổ uống rượu quá cao luôn anh Di, hài hước ghê, chứ Mông Cổ không uống rượu quá cao làm khỉ khôi, Mông Cổ quýnh được như vậy. Mẹ chẳng qua lúc đó là cà phê dập dập Mông Cổ sung lên thôi. Thế Đức nó cũng thế này, nó ngu tiếp. Mẹ Đức người ta là cái nôi văn minh thế giới. Mày Đức cũng thế, thật dốt bà cố luôn. Đúng không? Mông Cổ bây giờ nổi tiếng cái gì? Mông Cổ bây giờ nổi tiếng là ngựa Mông Cổ, mà ngựa Mông Cổ nhìn còn chả ra hồn nữa. Còn Đức người ta là cái gì? Đem ra cho mày cả nền văn minh luôn. Ông mà tao biết giờ kể ra cái văn minh của Đức gồm những cái gì cho mày hưởng ngày hôm nay luôn. Bởi vì nói gì là nói ngu. Thì chứ chán mấy em ghê luôn á. Toàn là những comment mà nó nằm bên tóc không nè. Anh like ba cái nền tảng, đúng không? Mà không bao giờ anh đọc comment mà anh bực bằng trên tóc tóc hết á. Má tóc tóc gì đâu á. Ngựa đại lý cũng ok mà anh. Úi, mẹ đại lý ok gì, bông tiêu cũng ok mẹ ơi. Ngựa đại lý mấy con túc xương mà ok gì. Vậy anh hỏi này, ví dụ giờ Tổng thống Nga Vladimir Putin qua thăm Việt Nam ai sợ mấy em? Thằng nào tỏ là đúng mới có trình. Mẹ vãi cả Mỹ sợ. Thôi thôi thôi, tao sợ quá. Nếu tương lai Việt Nam với Mỹ có lực dẫn độ thì mấy người phản động của Việt Nam có bị hốt không anh? Cũng tùy đứa mày ơi. Phản động nào xịn sò thì hốt, chứ phản động nhỏ nhỏ chắc hốt chỗ đầu trước. Anh Duy, nếu như qua Mỹ du lịch mà kiếm được em nào single mom cặp ở lại thì sao anh Duy? Tùy mày tính. Không, chuyện đó ai biết, chuyện cá nhân của mày. Mấy chuyện cá nhân anh không có tư vấn, em hiểu không? Cái đó là cái chuyện mà em kiếm single mom gì đó là em đánh giá này nọ trên tổng thể.
thứ nhất là cuộc sống hôn nhân sau này của mày sao, đúng không? Mua trâu tặng ngé, mua ngé tặng bò gì đó. Rồi thứ hai mày có yêu người ta hay không, và thứ ba mày có hợp với người ta hay không, và cuộc sống nó có hạnh phúc viên mãn hay không thì tùy em tính thôi, sao em biết được, anh đâu tư vấn được chuyện đó. Còn không gỡ vốn căng lắm, muốn giàu qua Mỹ, muốn hạnh phúc qua Canada cũng chưa hẳn đâu mày ơi. Canada mùa đông mày chịu nổi không? Cái vấn đề mùa đông người ta chịu không nổi Canada, người ta mới qua Cali đó ba. Sổ nho. Nói chung anh là chịu lạnh tốt á, nên anh ở đâu cũng được. Nhưng mà riêng mấy bạn mà chịu lạnh không nổi á, qua Canada teo đến cúc. Houston người Việt nhiều, chắc không giống như người Việt ở San Jose. Hả anh nhạy cảm. Má người Việt ở đâu cũng như nhau thôi mày ơi. Bản chất người Việt ở đâu cũng như nhau thôi, mày khỏi có nhạy cảm, mày khỏi có rờ mó gì đi. Đúng không? Nhạy cảm hơn nhạy cảm tùy thằng. Rồi mà chơi với bạn, lựa bạn mà chơi. Chứ ai biểu mày chơi tàu lao đâu, nhạy với chả cảm. Đúng không? Mày thấy giống như mấy sàm sàm xì cúc nè. Nó vô nó chat với anh, nó vô nó nói chuyện livestream với anh nè. Anh thấy bố láo là anh lóc liền, nhảy với cảm gì. Anh Duy có trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm ở US chưa, có tệ như ở đâu đấy không anh? Không, chưa, tôi chưa trải nghiệm dịch vụ. Anh có mua bảo hiểm nhưng mà thí dụ như anh mấy bệnh nhỏ nhỏ cảm cúm gì đó, anh đâu có đi bệnh viện gì đâu. Đi mất công mấy bệnh nó tự trị đúng không? Còn ví dụ như giờ mua bảo hiểm bên Mỹ mà đi leo núi té gãy giò đồ này nọ kia đó thì mới xài bảo hiểm chứ. Còn anh thì qua bên Mỹ anh chưa bị gì hết trơn, chỉ đơn giản bị flu nhẹ nhẹ lần hai lần vậy thôi. Bị flu nhẹ vô nhà thuốc mua, vô CVS, vô Ovaltine mua một lần có $100 chứ giỡn mày, hơn trăm luôn cái tiền thuốc á. Cao tốc bên Mỹ chạy tối đa bao nhiêu anh? Nói chung cao tốc bên Mỹ tốt nhất là bên Texas. Texas cho chạy 85 mile. 85 mile một giờ đó là hợp pháp, mà đẩy lên 95 mile cũng không bắt luôn. Còn ví dụ như mày em qua mấy bang khác á, đường freeway nó cho chạy có 65 mà. Cho chạy 65, 70 là hết cỡ, hiếm được đường nào 75 lắm. Chỉ có Texas là đỉnh của job thôi. Còn đi qua mấy bang nhà nghèo chạy dễ bị ngoan phạt lắm nha. Bởi vì kinh nghiệm của anh là đi road trip mà đi mấy bang nào mà thấy nó nghèo nghèo quá là phải chạy cho đàng hoàng. Chạy hết sức cẩn thận luôn, còn mấy bang nhà giàu chạy thoải mái. Bởi vậy á, mới nói một câu á, sống chung nhà giàu dễ thở hơn. Cái đó là kinh nghiệm có thiệt đó mấy em. À, các công ty EV của Đức và Hiệp hội ô tô vừa yêu cầu EC tạm dừng trừng phạt đối với ô tô điện EV của Tiwi vì lo ngại tình trạng kinh doanh nước này và thị trường xe điện thế giới. Sợ Tiwi nè hả? Gì? EU sợ Tiwi nè hả? À, bây giờ bên Việt Nam khuyến khích học tiếng Trung, sao không học tiếng Anh? Thì tiếng Trung người ta khuyến khích, tiếng Anh người ta học bà đó hết rồi, khuyến khích gì nữa? Ông bây giờ có đứa nhỏ nào không biết tiếng Anh đâu. Nhưng mà tiếng Trung người ta khuyến khích, em hiểu không? Khuyến khích là sao? Đến sau tiếng Anh. Trời ơi, vậy cũng hỏi nữa. Tiếng Anh là cái tiếng mà mới vô là I love you, bắt bắt, nó làm rồi. À, chứ con nào đi cua gái quọ ái nị đâu. À, Nga kiên quyết chặn nỗ lực chính trị hóa hợp tác kinh tế G20. Rất là trừu tượng và nhức đầu. Vì chính quyền Ukraine yêu cầu Hoa Kỳ gỡ bỏ các hạn chế tên lửa ATACMS tầm xa để tấn công Nga. Là hiện tại được tấn công rồi mà, 300 km. Rồi còn bây giờ muốn tấn công bao nhiêu? Học quốc tế là không học lịch sử Việt Nam, ngu 5 phút. Học quốc tế không học lịch sử Việt Nam, bộ giáo dục mù sao để mà dạy? Tại vì North Korea bây giờ cái cú này là theo anh là giống như lụm được bí kíp vậy đó mấy em. Rất là lợi thế, rất là ok luôn. Cái đó là lý do mà 3 giờ sáng mà gọi là chủ tịch Korea, North Korea lặn lội ra sân bay đón. Nói chung, trong cái phi vụ này, chúc mừng North Korea. Vì Nga vì thắng Ukraine mà trao lợi ích quá nhiều cho Tây Quy Triều Tiên quá nhiều. Ủa cái thế phải chịu thôi. Nói chung cái thế nó vậy. Tại vì lúc đầu là Nga tưởng đâu dễ ăn cái vụ của Ukraine. Nhưng mà ai ngờ ăn không dễ. Nên dính vô cái thế bị xa lầy rồi từ từ cái vị thế mà nó thấp lại. Khi mà vị thế mà nó thấp lại, ngoại giao chúng ta phải nhường. Anh nghĩ nếu đúng chuyện North Korea có ra quân thiệt không anh? Ra quân làm gì mới được chứ? À đụng chuyện hả? North Korea có ra quân thì North Korea qua. North Korea mà giờ ra quân thì bay luôn North Korea. Thì ai biết được các cụ North Korea nghĩ như thế nào? Thí dụ giờ bạn nghĩ cái Triều Tiên phát động chiến tranh thì còn nước Triều Tiên không? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Thì vậy thì nếu mà các bạn là Triều Tiên thì các bạn làm gì? Có ai làm công ăn lương cho con học trường quốc tế không anh? Có. Công ăn lương giữ là luôn á. Ví dụ như tháng 240 triệu học được rồi. Đẻ được một đứa thôi nha. Việt Nam có nên ký với Nga như North Korea không anh? Không, anh chỉ là 1% thôi, anh không có quyền. Anh Duy, nước không có điện hạt nhân thì chưa chắc nghèo, nhưng có điện hạt nhân là sao? Nhưng có điện hạt nhân chắc chắn là giàu á anh. Không hẳn mày ơi. Điện hạt nhân giàu gì, Triều Tiên giàu không? Nên nói chung á là gì, hạt nhân không hạt nhân là quan trọng em có dám chơi hay không thôi. Giống như bây giờ á, em quen một con nhỏ con gái ngổ ngáo bố láo, ăn hút cỏ không? Gia đình cấm đón, đúng không? Xã hội tẩy chay, làng quê chối bỏ. Nhưng mà vì con tim ngu si của mày, mày chạy tới mày yêu con nhỏ đó bất chấp, đúng không? Mày bằng mọi giá phải mé rịt với con nhỏ đó. Mẹ cuối cùng cái cuộc đời của em là nó vậy đó. Thì cái vấn đề chọn con nhỏ đó đó,
hay không chọn nhỏ đó giống như hạt nhân thôi chứ có gì đâu. Thì con nhỏ đó coi như hạt nhân của đời em, xong. Tại sao nông thôn bên Úc trả lương cao về anh Duy? Nói chung là bên bên nước ngoài thì nghề nó có hai loại em. Nó đánh giá vào cái thứ nhất là cái nghề được ưu tiên. Thứ hai là cái nghề đó nó nguy hiểm. Và thứ ba nghề đó cực. Những nghề, ba loại nghề đó là nó được lương cao. Lương cao em hiểu không? Ví dụ như tụi em đi móc cống đi. Tụi em đi móc cống đi, nghề đó lương cao lắm. Tại vì sao? Tại vì một người đi móc cống đó, người ta phải chịu rủi ro về sức khỏe. Đó, người ta làm cái nghề nặng nhọc cực khổ. Đó, đến nghề móc cống lương cao. Còn bên Trung Quốc đó, móc cống là hàng lương rẻ. Đó, đó vậy thôi. Còn ví dụ như học đại học ra ngồi bằng giấy thì tại ta đánh giá rằng à học đại học ra ngồi bằng giấy thì công việc nó nhàn, đúng không? Công việc nó nhàn, phúc lợi nó cao, thôi lương vậy được rồi. Vì hỏi Tây nội địa sao G7 bị đá ra các mỏ khoáng sản ở châu Phi. Thằng Tây nội địa là vô trả lời đó kìa. Nó vô nó hỏi Tây nội địa kìa mấy em. Thằng Tây nội địa vô trả lời nó một cái. À, ngày uống ba nắp sao nóc luôn anh ơi. Là sao quá đi vô miệng. Anh thấy chính sách cấp thẻ xanh mới của ông Trump dành cho du học sinh sao anh làm bậy chất 3.000 người thành trăm luôn. Nói chung chính sách đó của ổng anh nghĩ không có được bắt rồi. Tại vì sao? Tại chính sách đó của ổng là tạo ra một cánh cửa nhập cư rất lớn cho dân du học. Thì anh nghĩ là chắc là khó bắt. Thì anh thấy là chính sách đó của ổng là giống như đi kiếm phiếu là chính. Tại vì bây giờ bên phe ông Biden á, người ta lo cho sinh viên nhiều quá. Mà phe ông Trump bây giờ ông không lo cho sinh viên á thì không có được, em hiểu không? Phải dạng nè, thấy ông cực đoan trong cái đề nhập cư quá, bây giờ ông nói ra vậy. Mà anh nghĩ là ông nói ra vậy xong rồi cuối cùng đâu được. Không được thì ông sẽ nói với cử tri rằng à, nói chung là tao cũng đã cố gắng hết sức rồi, tao cũng này nọ ABCDOFGH rồi mà tụi nó không chịu thôi, tao có lòng nhưng mà tao không có lực. Uầy.